Thưa quý vị và các bạn, Yên Minh là một huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều là những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện. Với quan điểm chỉ đạo lấy đại đoàn kết dân tộc làm động lực, lấy sức dân chăm lo cho dân làm phương châm, huyện đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sau 5 năm thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an ninh quốc phòng được giữ vững kinh tế xã hội có bước phát triển mới. Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày thứ bảy hàng tuần, hơn 102 hộ dân ở bản Trường, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh lại cùng nhau quét dọn đường làng ngõ xóm. Việc làm này đã được người dân trong thôn duy trì suốt 3 năm nay. Bản Trường có 4 dân tộc thiểu số cùng sinh sống trong đó dân tộc Tài chiếm hơn 80% dân số trong thôn. Từ hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư từ năm 2010 đến nay, diện mạo của một làng quê nghèo đã có sự chuyển biến rõ nét. Ý thức của người dân đã ngày càng được nâng cao. Bản trường hiện đang là một trong những thôn dẫn đầu phong trào của xã Hữu Vinh. Nhìn khung cảnh sạch sẽ của bản giờ đây, thật khó mà tin được. Chỉ cách đây vài năm, thôn bản trường vẫn được nhắc đến là một thôn có công tác vệ sinh môi trường rất yếu. Chúng tôi theo cái tổ từ quản thì mỗi tuần đến thứ bảy chúng tôi tập trung gọi anh em tất cả các chị em phụ nữ chung tay chung sức để xây dựng nông thôn mới quét dọn sạch sẽ cho làng xóm chúng tôi được xanh tươi sạch đẹp thì chúng tôi thấy là rất là có ý nghĩa. Những ngôi nhà xây kiên cố đường làng ngõ xóm sạch, đẹp đã tạo nên vóc dáng mới ở thôn bản trường. Xác định nông nghiệp là hướng đi chính trong phát triển kinh tế của người dân, thôn tăng cường, vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ. Cùng với đó, thôn đã lồng ghép các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy sức dân, cùng nhau thực hiện các mục tiêu của phong trào. Nhờ vậy, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong thôn ngày càng được nâng cao. Qua bình xét hàng năm, thôn có trên 50% hộ gia đình văn hóa, cả thôn có 10 hộ đã được công nhận là nhà sạch vườn đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, trung bình mỗi năm có từ 3 đến 4 hộ thoát nghèo. Cái phong trào là toàn dân đoàn kết ở khu dân cư, đến với thôn thì thôn cũng quá quan triệt là họp dân để triển khai một cái là ra tổ quản tự quản về các khu nhóm để phát triển về cái khu mô hình và mô phát triển để, để làm kinh tế, ví dụ trồng dưa, trồng rau cũng có cái là để cái buổi họp để tiến triển về cái mặt là để phát huy để văn hóa văn nghệ bản sắc dân tộc dân cũng đã là nhận thức để thay đổi để là thường xuyên để là họp và để là chung sức vệ sinh môi trường cũng giống như thôn bản trường thôn nà mạ thị trấn yên minh đang trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với đặc thù là thôn phi nông nghiệp thu nhập của người dân dựa vào thương mại và các ngành nghề thủ công thôn đã phối hợp với các khối đoàn thể triển khai phong trào nhà sạch vườn đẹp xây dựng nông thôn mới mỗi gia đình đều có một vườn rau sạch tươi tốt vừa phục vụ đời sống hàng ngày vừa tạo cảnh quan sinh động người dân trong thôn cùng nhau lựa chọn thống nhất cách thức thực hiện các nội dung của phong trào hàng năm thôn ký cam kết với từng hộ gia đình về việc giúp nhau phát triển kinh tế thực hiện vệ sinh môi trường đền ơn đáp nghĩa nhờ vậy tinh thần đoàn kết nhất trí trong cộng đồng được nâng lên là cơ sở để phong trào phát triển đạt kết quả tốt. Thực hiện những cái phong trào này ấy thì về bản thân tôi ấy cũng như làng xóm ấy là hàng tuần chúng tôi vẫn phát động về cuối tuần chúng tôi vẫn phát động bà con thôn bản quét dọn làng xóm cho sạch những mùa mưa bão là chúng tôi cũng khơi thông cánh cống rãnh để cho làng xóm chúng tôi được sạch sẽ thôn Đà Mạ có 69 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Tày và dân tộc Giấy. Đây là một làng văn hóa của huyện Yên Minh. Đến nay, trong thôn đã có 55 trên 69 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và trên 30 hộ được công nhận nhà sạch vườn đẹp. Hàng quý, người dân trong thôn cùng nhau tổ chức lao động, làm vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan trong thôn thêm sạch đẹp. Hàng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân được thôn tổ chức một cách long trọng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia là cơ hội để cho bà con trong thôn được vui chơi, khám phá, hiểu biết và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thôn chúng tôi thì thực hàng năm chúng tôi có tổ chức cái 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 cái, cái ngày đại đoàn kết toàn dân, sau đó thì chúng tôi có triển khai tức là cái việc thực hiện theo cái quy ước hướng ước của thôn và nhân dân thì rất là đồng tình ủng hộ thế cho nên là cái cái việc tổ chức thực hiện của chúng tôi thì giao cho tất cả các đoàn thể để cùng kết hợp và tổ chức thực hiện Sau một thời gian thực hiện thì kết quả của thôn thì đã đấy cũng như ý thức của ý thức của người dân thì đã đã được nâng cao rất nhiều yên minh là một trong những huyện nghèo của tỉnh với 16 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Huyện xác định xây dựng mối đoàn kết dân tộc để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một trong những nội dung quan trọng cần thực hiện. Theo đó, mặt trận tổ quốc huyện đã phối hợp với khối đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và từng bước làm giàu chính đáng. Sau 5 năm thực hiện, huyện đã xóa được trên 2.600 nhà tạm, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn hơn 5.100 hộ, chiếm hơn 43%. Cùng với các biện pháp phát triển kinh tế, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Các tổ chức đoàn thể cũng phối hợp với lực lượng công an, quân sự huyện, vận động người dân cùng tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, duy trì các hoạt động tự quản ở khu dân cư để giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Hàng năm, huyện đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động từ thiện, hưởng ứng của vận động ngày vì người nghèo, đóng góp tiền của, vật chất hỗ trợ cho những gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng còn khó khăn. Trong đó, phong trào ngày thứ bảy hướng về thôn bản đã tạo được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ công nhân viên chức với người nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng năm thì cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thì đối với thị trấn thì chúng tôi cứ đầu năm là chúng tôi bắt đầu triển khai cho các ban công tác mặt trận ở thôn tổ dân phố à, triển khai năm cái nội dung của cuộc vận động thì, thì đến nay thì cái cái điều kiện người dân thì những đồng chí biết là cái điều kiện rồi thì đường xá là là đã được bê tông hóa, rồi thì nhà cửa cũng được khang trang. Cái điều kiện của nhân dân thì được à kinh tế cũng được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cũng như là là là, là công tác y tế giáo dục cũng được à, chăm lo đầy đủ. Qua 5 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại 282 thôn bản, tổ dân phố đều đạt được kết quả nhất định góp phần phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đến nay, toàn huyện đã có 123 khu dân cư được công nhận là làng văn hóa và trên 7.170 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào cũng đã đóng góp không nhỏ vào kết quả thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn, những tiêu chí được đánh giá là khó thực hiện. Năm 2012, thị trấn Yên Minh đã được công nhận đạt đô thị loại 5 đây là thành công đáng ghi nhận từ sự đóng góp của phong trào. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số nơi việc tổ chức thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Để phong trào tiếp tục được duy trì và phát triển, mặt trận tổ quốc huyện đã đề ra phương hướng cụ thể. Trong cái thời gian tới ấy, thì về phía ủy ban mặt trận tổ quốc sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, phát động các cái phong trào xây dựng về vấn đề là ví dụ như là các quý vì ngày vì ngày nghèo rồi thì uh, cái uh, vận động cán bộ công chức viên chức uh, rồi thì nhân dân uh, tiếp tục là giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao cái gia đình văn hóa và làng văn hóa ở trên địa bàn huyện. Những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn huyện yên minh không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo cơ sở để huyện triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các hoạt động có ý nghĩa khác nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội giữ gìn bản sắc dân tộc xây dựng quê hương ngày càng no ấm tươi đẹp